Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tham dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Sau gần 20 năm triển khai, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố đã cổ vũ động viên tinh thần của nhân dân hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận Tổ quốc chủ trì. Tại các khu dân cư, ngày hội được tổ chức theo hướng tinh gọn, phần lễ, tăng cường các hoạt động phần hội với mục đích tổ chức đa dạng hơn các hoạt động gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức các hội thi hội trại, các hoạt động thi đấu thể thao trong khuôn khổ ngày hội đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân với nhiều độ tuổi tham gia nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động ngày hội gắn với việc tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các hùng liệt sĩ, tổ chức dân hòa tại các khu di tích lịch sử. Ngày hội cũng là diễn đàn để đội ngũ cán bộ càng bó mật thiết với nhân dân. Thông qua ngày hội, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các ban ngành có dịp tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và trao đổi giải đáp những vấn đề được nhân dân quan tâm. Những năm qua đã có hơn 48.900 lượt lãnh đạo thành phố, quận huyện tham dự ngày hội cùng bà con nhân dân tại các khu dân cư. Qua ngày hội, bà con nhân dân đã đóng góp hơn 116.837 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.